Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, doanh nghiệp Philippines đồng loạt xin hủy hợp đồng, thị trường lúa gạo Việt sẽ ra sao? Sau động thái thiết lập mức trần giá bán gạo của Philippines, các nhà nhập khẩu ở quốc gia này lập tức xin hủy hợp đồng mua gạo từ Việt Nam vì giá nhập khẩu cao hơn giá bán trong nước. Diễn tiến bất lợi này được dự báo sẽ khiến giá lúa gạo Việt sụt giảm trong thời gian tới, vì Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Tại lệnh hành pháp số 39 về áp đặt trần giá bắt buộc đối với gạo, mức giá cao nhất được phép bán cho người tiêu dùng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã quyết định thiết lập mức trần giá gạo ở mức là 41 peso trên 1 kg, tương đương khoảng 0,738 đô la Mỹ trên 1 kg hay là 738 đô la Mỹ trên 1 tấn. 1 peso sẽ tương đương với 0,018 đô la Mỹ. Đối với gạo xay sát thường và 45 peso trên 1 kg tương đương 0,81 đô la Mỹ trên 1 kg hay 810 đô la Mỹ trên 1 tấn đối với gạo xay sát tốt. Việc áp đặt trần giá đối với mặt hàng gạo được Tổng thống Philippines quyết định hôm 31 tháng 8 sau khi Bộ Nông nghiệp DA và Bộ Thương mại và Công nghiệp DTI của quốc gia này có báo cáo rằng đã xảy ra tình trạng bắt tay thao túng giá bất hợp pháp của các thương nhân trong nước, làm giá bán lẻ gạo nội địa của quốc gia này tăng vọt. Tuy nhiên, việc áp đặt trần giá bắt buộc của Philippines đã có những ảnh hưởng đáng kể đối với Việt Nam khi các thương nhân ở quốc gia này lập tức xin hủy hợp đồng hoặc giãn tiến độ nhận hàng nhằm trông chờ vào quyết định mới của Tổng thống. Nhà nhập khẩu xin hủy hợp đồng vì càng mua càng thua lỗ. Ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương thực Phương Đông, Orico, đơn vị xuất khẩu gạo nằm trong top 10 các nhà xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam thừa nhận. Trong ngày 1 tháng 9 năm 2023, tức sau khi Philippines có quyết định áp giá trần bắt buộc, hàng loạt đối tác nhập khẩu đến từ quốc gia này đã xin hủy vì mua sẽ bị thua lỗ. Theo ước tính ban đầu của ông Việt Anh, có khoảng 60-70% trên tổng lượng nhập khẩu từ Việt Nam được thương nhân của Philippines xin ngừng. Trong khi đó, với lượng hàng đang dang dở ngoài cảng thì cũng thuyết phục họ nhà nhập khẩu Philippines lấy. Ông nói nhưng cho rằng khách hàng nhập khẩu đang chấp nhận chịu thêm chi phí tàu do chậm nhận hàng, bởi lẽ các hãng tàu cũng chỉ miễn phí được một số ngày nhất định, còn lại thì bị tính phí mỗi ngày. Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam cũng xác nhận các doanh nghiệp nhập khẩu đến từ Philippines đã gọi điện gấp xin hủy đơn hàng vì đang trong tình trạng càng bán càng lỗ sau khi Tổng thống có chính sách mới. Theo đó, các doanh nghiệp này tính toán mức giá mua tại kho của Việt Nam hiện dao động khoảng 37 peso trên 1 kg, tức là 666 đô la Mỹ trên 1 tấn. Nếu cộng thêm chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu thì về đến cảng sẽ là 50 peso trên 1 kg, tương đương 90 đô la Mỹ trên 1 tấn, trong khi giá trần chỉ từ 41 đến 45 peso trên 1 kg, thấp hơn cả giá nhập khẩu. Vị này dẫn chứng, trong khi đó ông Việt Anh của Orico cho biết, trước thời điểm Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo, trừ gạo Basmati, tức trước ngày 20 tháng 7 vừa qua, các nhà nhập khẩu Philippines mua gạo từ Việt Nam về bán ở mức là 44 đến 45 peso trên 1 kg là đảm bảo có lợi nhuận. Nhưng từ sau lệnh cấm của Ấn Độ, thị trường lúa gạo thế giới tăng cao, bao gồm cả Việt Nam. Chính vì vậy, theo tính toán của ông Việt Anh, với mặt bằng giá xuất khẩu của Việt Nam như hiện nay trên dưới 700 đô la Mỹ trên tấn, sau khi cộng thêm thuế nhập khẩu và cước vận chuyển thì giá bán lẻ phải ở mức là 55 đến 60 peso trên 1 kg mới đảm bảo là nhà nhập khẩu có lợi nhuận. Tuy nhiên, Philippines áp giá trần 45 peso trên 1 kg khiến các nhà nhập khẩu gạo lỗ nên ảnh hưởng đến Việt Nam. Ông cho biết và tái nhấn mạnh, khách hàng của Orico và nhiều doanh nghiệp khác xin hủy hợp đồng rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Phước Thành 4 cho rằng, với quyết định nêu trên của Philippines, các nhà nhập khẩu của quốc gia này chắc chắn sẽ không nhận hàng hoặc đàm phán lại hay xin giãn tiến độ. Tuy nhiên, có một điều đáng lo là các hợp đồng trong kế hoạch đàm phán có khả năng sẽ ngừng. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 4,9 triệu tấn, với trị giá xuất khẩu đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 20% về lượng, trên 31% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, khi chiếm trên 40% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo của cả nước.
Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, cho nên việc xin hủy hợp đồng của các nhà nhập khẩu gạo ở quốc gia này dự báo sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình thị trường lúa gạo trong nước. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng giá gạo vì 40% là một khối lượng có sự chi phối khá cao. Trong khi đó, ông Thành của Phước Thành 4 cũng đưa ra dự báo sau động thái mới của Tổng thống Philippines. Chắc chắn sẽ khiến giá lúa gạo thị trường nội địa Việt Nam quay đầu giảm, nhưng mức độ giảm ra sao thì chưa thể xác định. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn lạc quan khi cho rằng thị trường lúa gạo trong nước khả năng vẫn tốt, bởi lẽ ngoài Philippines thì nhu cầu mua gạo của Trung Quốc, Indo, Malay và Châu Phi vẫn khá cao, trong khi nguồn cung đang hạn chế do chính sách siết chặt thương mại gạo của nhiều nước, nhất là khi dự báo thời tiết bất lợi có ảnh hưởng đến sản xuất lương thực. Báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho thấy, tại thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 643 đến 647 đô la. Chủng loại 25% tấm thì có giá là 628 đến 632 đô la, tiếp tục duy trì ở mức cao so với những ngày trước đó. Trong khi đó, giá lúa thị trường nội địa tuần cuối tháng 8 2023 tiếp tục có xu hướng tăng so với tuần trước đó. Lúa thường tại ruộng có giá bình quân trên 7.900 đồng một ký, tại kho là trên 9.200 đồng một ký. Lúa hạt dài tại ruộng bình quân có giá là khoảng 8.200, còn tại kho là 9.500 đồng. Ông Việt Anh của Orico gọi việc áp giá trần bắt buộc đối với mặt hàng gạo của Philippines là con dao hai lưỡi, tức chính quyền nghĩ là sẽ kiềm chế được giá gạo tăng, nhưng mặt trái là khi các nhà nhập khẩu không mua được gạo thì sẽ khiến tình hình càng trầm trọng hơn, nhất là khi Philippines là quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu. Một vài thông tin về thị trường gửi đến bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.